Các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta một đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Lại. Hãy mở giùm tôi số 2 ạ. Vào số 5. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Ngủ đi 10 giờ rồi không? Sàn tới sàn luôn rồi tới giờ ngủ. Chuyện thế bật đến lên Shopee Gay, giúp bạn tự tin hẹn hò, thoải mái bên nét. Cuốn hút quẩy tiền, đa dạng phong cách, ngày càng tự tin với Shopee. Chuyện hè bật đẹp lên Shopee, tại app Shopee ngay. Chúng ta cùng đến vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này sẽ nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Có hay không?
Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Ô số 7. Như vậy sau vòng thi thứ hai, tổng số điểm như sau. Chuyện thế bật đẹp nền shopping ngay giúp bạn tự tin hẹn hò thoải mái với nick cuốn hút quẩy tiền. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng, đứng lên vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm nhân 3. Với câu hỏi này chúng ta có 8 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Không. Vội không ạ? Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Vào số 5. Ô số 6. Ô số 7. Và ô số 8. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Chương trình cả vòng thi đặc biệt. Vòng thi đặc biệt có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu
hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Trời ơi, con.